Tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã tổ chức chương trình tiếp tục đợt vận động toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 63 tỉnh thành phố. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì. Chương trình vận động phòng chống dịch COVID-19 đã nhận được ủng hộ và đăng ký ủng hộ của trên 30 tổ chức doanh nghiệp cá nhân với tổng kinh phí tiền mặt và hiện vật trị giá hơn 290 tỷ đồng. Tại điểm cầu Trung ương, Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội đã tiếp nhận số tiền trên 73 tỷ đồng, cùng với số hàng hóa hiện vật trị giá 83 tỷ đồng. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phân bổ số tiền 33 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh, thành phố, trong đó hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh 15,5 tỷ đồng, Bình Dương 9,5 tỷ đồng, Long An 5 tỷ đồng, Tiền Giang 3 tỷ đồng. Cũng tại buổi lễ, Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội đã chính thức ra mắt hệ thống đóng góp trực tuyến thông qua địa chỉ truy cập vận động xã hội.mặt trận.org.vn. Theo thông tin cập nhật từ Bộ Y tế, từ 17 giờ ngày 15 tháng 9 đến 17 giờ ngày hôm nay, cả nước tiếp tục ghi nhận ca mắc COVID-19 tại 37 tỉnh thành phố, trong đó có 6.537 ca ghi nhận trong cộng đồng. Tính từ 17 giờ ngày 15 tháng 9 đến 17 giờ ngày 16 tháng 9, Việt Nam ghi nhận 10.489 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 7 ca nhập cảnh và 10.482 ca ghi nhận trong nước. Trong ngày, có 10.901 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và có thêm 234 ca tử vong được ghi nhận. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 656.129 ca, tổng số ca được điều trị khỏi là 423.551 ca. Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, toàn dân hãy thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, đồng thời tiêm vaccine phòng COVID-19 khi đến lượt và chủ động ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch bệnh. Hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức cho phép hoạt động shipper được giao hàng trên địa bàn thành phố. Qua ghi nhận, thì ngày đầu lượng đơn hàng vẫn chưa cao do shipper ngại thủ tục qua các chốt kiểm tra. Chỉ trong vài giờ đầu buổi sáng, khi thành phố cho phép shipper hoạt động liên quận, lượng đơn hàng đặt qua cửa hàng này đã tăng vọt. Hôm nay thì lượng hàng online thì nó khá là cao đấy, khoảng hơn 200 đơn. Đơn hàng tăng cao, nhưng qua khảo sát, nhiều shipper không dám nhận nhiều vì e ngại thủ tục qua các chốt kiểm tra còn phức tạp. Những quãng đường đi thì nó khó hơn, là giống như là cái chốt chặn tụi em phải đi đường vòng nhiều hơn. Hơi khó khăn một chút. Khó khăn là mấy cái chốt, mấy cái rào nhà người ta chạy vô, mình phải vòng tới vòng luôn, không biết đường. Ghi nhận tại các chốt kiểm soát, trong ngày đầu được hoạt động liên quận, số lượng shipper chiếm khoảng 30% lượng người qua chốt. Thì sáng nay là cái số lượng shipper rất là nhiều. Tuy nhiên là đa phần là các anh đã, lực lượng shipper này cũng chấp hành tốt các quy định của nhà nước. Như là có cái khai mã QR code của kiểm soát dân cư dùng dịch của Bộ Công an, rồi cái phiếu xét nghiệm. Nếu mà shipper được giao liên quận á, thì người dân mua hàng nó cũng dễ hơn, dễ dàng lựa chọn là hàng hóa. Theo quy định mới cho phép shipper được giao hàng liên quận từ 6 giờ đến 21 giờ mỗi ngày, các shipper sẽ được xét nghiệm miễn phí theo mẫu gộp 2 ngày một lần. Chiều nay, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị Bộ Y tế xem xét phân bổ thêm gần 700.000 liều vaccine bất cứ loại nào để địa phương hoàn thành tiêm mũi 1 cho người dân từ 18 tuổi trở lên toàn tỉnh. Đến chiều ngày 16 tháng 9, toàn tỉnh Đồng Nai đã tiêm gần 1,8 triệu liều vaccine cho hơn 1,7 triệu người từ 18 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ 74,9%. Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cũng kiến nghị Bộ Y tế phân bổ cho địa phương gần 1,5 triệu liều vaccine các loại để tiêm mũi 2 từ ngày 30 tháng 9 cho những người đã tiêm mũi 1. Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đã lên kế hoạch triển khai tiêm đợt thứ 10 nhưng vẫn chưa có vaccine. Gần đây, Bộ Y tế nhận được thông tin phản ánh một số cơ sở tiêm chủng có tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ dưới 18 tuổi và kết hợp hai loại vaccine không theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trước thực trạng đó, ngày 16 tháng 9, Bộ Y tế đã có văn bản hòa tốc gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố yêu cầu không tiêm vaccine cho lứa tuổi ngoài hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong trường hợp có điều chỉnh về lứa tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn sau. Đồng thời, Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế các địa phương hướng dẫn cơ sở tiêm chủng trên địa bàn sử dụng kết hợp hai liều vaccine phòng COVID-19 theo đúng hướng dẫn tại công văn số 6030 và công văn số 7548 của Bộ Y tế về tiêm hai liều vaccine phòng COVID-19. Nếu có các cách kết hợp vaccine khác, Bộ Y tế sẽ hướng dẫn sau.
Gần 3 tháng qua, khu hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Quân y 175 là tuyến đầu khốc liệt khi các bác sĩ điều dưỡng phải cố gắng hết sức, thậm chí là nhiều đêm thức trắng để giúp đỡ người bệnh. Những hình ảnh vừa được nhóm phóng viên ghi lại tại điểm nóng điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch tại Bệnh viện Quân y 175 sau đây sẽ cho thấy rõ những nỗ lực không biết mệt mỏi của các chiến binh áo trắng nơi đây. Bệnh nhân nữ vào viện ngày hôm nay là bệnh nhân Nguyễn Thị Lộ, sinh 48 tuổi, tiền căn là tăng huyết áp và đái tháo đường tiếp 2. Cái ca này là đã điều trị bên Gò Vấp là 19 giờ tại trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Quân y 175, một trong những thành trì ngăn chặn COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, các y bác sĩ đang giao ca chuẩn bị cho kiếp trực đêm. Thì các cái bệnh nhân đa phần là những cái bệnh nhân đã vào suy hấp nặng và phải tập ống thở máy, cũng như là sử dụng các cái biện pháp điều trị rất là nâng cao, ví dụ như là lọc máu liên tục, như là ECMO. Điều dưỡng Trần Thị Kim Huệ bắt tay ngay vào công việc của mình ngay sau khi nhận ca trực. Cẩn thận theo dõi từng thông số trên các thiết bị hồi sức hiện đại sử dụng cho bệnh nhân, bơm từng lọ thuốc cho bệnh nhân. Cứ thế xong người này, chị lại quay sang bệnh nhân khác rồi xin y lệnh. Chị đang cùng các bệnh nhân chiến đấu với tử thần. Bệnh nhân đến với chúng tôi là đa số là nặng và nguy kịch. Thì cái công việc thì là đòi hỏi chúng tôi là phải khẩn trương, phải nhanh chóng thì chúng tôi mới đáp ứng và mới hoàn thành tốt được các cái công việc đó. Trong không gian này, thời gian như đang trôi thật chậm. Các bác sĩ và điều dưỡng cần mẫn làm việc cùng với tiếng máy thở, tiếng monitor kêu đều đặn. Nhưng không gian ấy có thể bị phá vỡ khi có một bệnh nhân chuyển diễn biến xấu. Mọi nhân lực vật lực ngay lập tức được huy động để cứu bệnh nhân. Suốt nhiều giờ đồng hồ liên tục, trong bộ quần áo bảo hộ kín mít, nóng nực, bác sĩ, điều dưỡng viên đã thấm mệt. Dẫu những giấc ngủ chập chờn, không tròn giấc, nhưng mỗi khi bệnh nhân COVID-19 nguy kịch tỉnh lại và dần khỏe mạnh, với họ, đây chính là động lực, là niềm hạnh phúc. Thưa quý vị, tác động của đại dịch COVID-19 khiến cho GDP năm 2020 của khu vực ASEAN giảm 4,2%. Trong bối cảnh đó, thì các quốc gia ASEAN đã nhìn nhận, cân nhắc những hướng đi mới để phục hồi kinh tế trong tương lai, tăng cường liên kết trong các lĩnh vực chế biến, xuất khẩu nông sản, thực phẩm nhằm hình thành các chuỗi cung ứng khu vực. Để tạo điều kiện phục hồi kinh tế, ASEAN sẽ xây dựng các cơ sở phục hồi doanh nghiệp, trước mắt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, mở ra các công cụ tài chính đặc biệt cho khối doanh nghiệp này, đồng thời thúc đẩy xu hướng chuyển đổi số, thiết lập các quy tắc bảo đảm dòng di chuyển của khách quốc tế, cũng như giải quyết chủ nghĩa bảo hộ bộ dịch, vốn có thể cản trở nỗ lực phục hồi của ASEAN. Lúc này là các biện pháp thuận lợi hóa thương mại có ý nghĩa và vai trò hết sức quan trọng đối với sự phục hồi của kinh tế trong khu vực ASEAN. Và đồng thời các bộ trưởng kinh tế ASEAN cũng đã bàn về việc làm sao giữ vững cái sản xuất ở trong ASEAN, mà đặc biệt là xây dựng chuỗi cung ứng khu vực bền vững. Bên cạnh đó thì phát huy yếu tố công nghệ để làm sao nhanh chóng số hóa các hoạt động ở trong ASEAN trong bối cảnh dịch bệnh này và phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng bền vững ở trong dài hạn. Hiện Việt Nam cùng các nước ASEAN đang thúc đẩy lồng ghép thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP với vị trí quan trọng trong việc phục hồi kinh tế hậu dịch. Dự báo RCEP có thể làm thu nhập thực của thế giới tăng thêm khoảng 286 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, tương đương 0,2% GDP toàn cầu vào năm 2030.